Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tân Nhật Khí phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới nội tình Hoa Kỳ đất nước Hoa Kỳ vẫn sẽ bị chia rẽ trong những thập niên tới quý vị à, không thể nào tránh khỏi và điều này nó đã cho thấy rõ qua những cái chính sách của từng tiểu bang và trong đó quý vị thấy rõ là có sự khác biệt rất lớn giữa hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến hay còn gọi là phóng khoáng cũng được nữa và hay là phóng túng cũng được nữa quý vị trong đó thì có nhiều cái luật lệ đã được ban hành bởi các tiểu bang gần như là đối chọi với nhau quý vị đầu tiên hết là ngày hôm nay tôi có hai bản tin hai bản tin này thì quý vị nhìn nó không liên quan gì với nhau nhưng nó lại mang biểu tượng của hai khuynh hướng tại Hoa Kỳ và hai khuynh hướng này đã đối chọi nhau suốt mấy trăm năm và bây giờ càng lúc càng trở nên gây gắt hơn Ok quý vị, đầu tiên hết là bản tin đầu tiên đó là thống đốc của tiểu bang Montana đã ký dự luật ban cấm việc mà giải phẫu à, chuyển giới cho trẻ em. Thống đốc của tiểu bang Montana, người của Đảng Cộng hòa là ông Greg Gianforte uh, đã ký ngày thứ sáu một cái dự luật giới hạn việc mà giải phẫu chuyển giới cho à, thành phần vị thành niên dự luật này có tên là the Youth Health Protection Act, vì ngâm nghiêm cấm tất cả các các trung tâm y tế và các các trung tâm giải phẫu bao gồm luôn cả việc mà giải phẫu thẩm mỹ thẩm mỹ là không thể có cái hành động tiến hành giải phẫu đã chuyển giới cho các uh, trẻ vị thành niên và dự luật này đã được ba, uh, thông qua bởi uh, quốc hội của tiểu bang Montana và ông uh, Jan Ford đã ký thành luật uh, từ năm từ cái tháng uh, ngày 17 tới tháng 4 và sau khi mà ông đã đề nghị tu chính một số những cái điều cần thiết trong cái quỹ công cộng là không thể sử dụng để chi trả cho bất kỳ một cái cuộc gọi là bom học môn nào ở trong để mà thay đổi cái học môn và trong đó thì gần như là ông đã đưa ra cái xác lệnh này đi ngược lại với khuynh hướng mà đang đấu tranh cái gọi là quyền bình đẳng của lực lượng cánh tả tại Hoa Kỳ. Quý vị, đó là bản tin đầu tiên mà chúng ta có được. Bản tin thứ hai, California sẽ ban hành lệnh cấm xe tuốt chạy bằng dầu diesel từ đây cho tới năm 2026, quý vị, California đã chấp thuận một cái quy tắc là ban cấm cái nhà, những xe trước chạy bằng dầu diesel từ đây cho tới năm 2036. Trong đó thì cái cơ quan đặc trách về cái bầu không khí của California tức là California Air Resort Board đã chấp thuận một cái quy tắc mới trong đó họ bỏ phiếu và ban cấm việc bán dầu diesel cho những chiếc xe truck lớn ở từ đây cho tới năm 2036 và yêu cầu các chiếc xe truck là phải có cái zero emission tức là không có gây ô nhiễm năm 2042 theo từng trình công ty này thông báo và theo cái tường trình cho biết thì cái luật này cái uh, quy tắc này nó gọi là advanced clear fit Rule, trong đó thì nó sẽ đẩy california vào cái tình trạng gọi là không gây ô nhiễm và đây là tiểu bang đầu tiên đã yêu cầu các cái xe truất thương mại bao gồm luôn cái những cái chiếc xe đủ loại chất là phải uh, chuyển qua bằng xe điện và những người ủng hộ cho cái luật này thì vẫn lên tiếng và nói rằng họ tìm cách giảm đi cái chất nitrogen oxit ở trong cái bầu không khí và cái chất độc của diesel để mà gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân California đại khái như vậy và trong đó năm ngoái họ đã ban lệnh là là sẽ thúc đẩy xe điện và bây giờ thì họ thúc đẩy tới xe truck và câu gần như là họ đã bị họ đã thúc đẩy khá nhiều và họ cho rằng là ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong khi đó những tài xế xe trước thì nói rằng cái dự tính này là không thực tế trong đó thì california đã đưa ra một cái mục tiêu không thực tế và trong giai đoạn này và điều này nó sẽ khiến cho tất cả giá cả thực phẩm tăng cao hơn và gần như là có rất nhiều những cái đề nghị cho giới tiêu thụ và đó là cái lời phát biểu của giới xe trượt ok quý vị hai bản tin và hai bản tin này không có liên can gì tới nhau một bên là vấn đề chuyển giới một bên là vấn đề ô nhiễm. Tuy nó không liên can tới nhau, nhưng nó đều xuất phát từ một cái khuynh hướng chính trị mà tôi gọi là khuynh hướng chính trị khuynh tả. Trong đó quý vị, nhóm chính trị khuynh tả từ lâu nay họ đã thúc đẩy một số những cái nghị trình mà tôi cho rằng nó gây đầy chia rẽ tại Hoa Kỳ. Thứ nhất là cái vấn đề chuyển giới, tức là giới đồng tính. Quý vị, giống như tôi đã từng nói quý vị, chúng ta không có ai phân biệt giới đồng tính họ chọn cái khuynh hướng tính giới tính nào là chuyện của họ. Nhưng mà tất cả phải xuôi theo tự nhiên, không thể có tình trạng áp đặt hay là tẩy não hay là đưa những cái giáo trình định hướng vào cái vấn đề chuyển giới cho trẻ vị thành niên. Cái điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Còn cái vấn đề mà đứa trẻ nó nó sinh ra, nó lớn lên rồi khi mà tới cái tuổi trưởng thành, nó chọn giới tính của mình thì cái đó không ai cản. Thì quý vị, quý vị biết rõ cái việc giới tính này là bây giờ nó áp đặt việc dạy giới tính trong trường học. Tức là cố tình hình hướng và ngay cả California đã có một cái tổ chức giáo chức khởi kiện một cái khu học khu rồi là dạy về giới tính mà còn yêu cầu những đứa trẻ đó là che giấu cho và khai à, nói láo với cha mẹ của họ luôn. Thì quý vị, cái này là một cái chủ trương rất tham lam của những kẻ mà đang sinh hoạt trong giới đồng tính. Tôi không nói toàn bộ nha. Tôi nói những kẻ tham lam trong giới đồng tính thôi. Tức là quý vị biết, cho tới giờ phút này nếu mà tính trên toàn Hoa Kỳ 330 triệu dân, giới đồng tính cũng chỉ là một thiểu số. Thiểu số rất ít, chưa đạt tới được 1% tới 2% trong tổng số người dân Hoa Kỳ nữa. So với những cộng đồng khác. Với những cộng đồng khác, số lượng của người ta đông hơn. Những cộng đồng sắc dân hay là những cộng đồng khác, họ còn đông hơn giới đồng tính rất là nhiều. Do đó, cái đám tham lam trong một thiểu số tham lam trong giới đồng tính này nó muốn phát triển cái uh, dân số của họ cao hơn cho nên họ thúc đẩy những nghị trình giảng dạy giới đồng tính ngay trong lớp học tiểu học luôn tiểu học tới trung học luôn thậm chí nó còn thúc đẩy việc mà california đưa ra cái luật gọi là không được phép đề trong khai sanh đứa trẻ đó là trai hay gái lúc nó sinh ra mà phải đợi tới lúc nó chọn giới tính rồi mới đề, đề, đề ở trong cái khai xanh Nó là trai hay gái Thì quý vị biết là cái sự tham lam này Nó đã dẫn tới một cái cuộc đối đầu Của những người bảo thủ Những người bảo thủ Họ không kỳ thị giới đồng tính Họ vẫn chấp nhận sự hiện diện của giới đồng tính Nhưng họ không chấp nhận sự tham lam này Là cố tình Một cái hành động được xem là cố tình Là thứ nhất là để phát triển Cái dân số đồng tính được cao hơn Thứ hai Quý vị Chuyển giới không ai cản cả nếu thứ nhất là nó ở tuổi trưởng thành nó chọn giới tính xong và nó bỏ tiền túi ra đi chuyển giới tính không ai cản cả nhưng quý vị cái sự tham lam của họ là muốn chuyển giới tính ở tuổi vị thành niên tức là tuổi còn trẻ đó để mà chụp ngay cái cơ hội đó khi mà đứa trẻ đó chưa biết nó nó không quyết định được cuộc đời của nó tại vì ở Mỹ này trên 18 tuổi thì mới là cái người có đủ thẩm quyền quyết định cuộc đời của mình. Dưới 18 tuổi vẫn phải chịu sự giám sát của cha mẹ. Thì bây giờ nó cắt bỏ cái sự giám sát của cha mẹ. Nó thúc đẩy mấy đứa trẻ là chọn giới tính. Rồi sau đó là gì quý vị? Giải phẫu thẩm mỹ để chuyển giới tính luôn. Thì quý vị, mấy đứa trẻ mà mười mấy tuổi làm sao có cả trăm ngàn đô la để mà chuyển đổi giới tính đây? Giống như tôi nói trước đây. Và cuối cùng quý vị gì? Nó thúc đẩy là nó lấy danh nghĩa, nó mượn cái bình phong là gì? Chăm sóc y tế cho giới trẻ. Vậy quý vị, cái dùng cái chữ này thôi. Nó rất là mong lung, nó rất là bao quát. Thì quý vị, nó sử dụng cái tiền thuế của người dân để trả tiền chuyển giới tính cho những đứa trẻ này. Để nó tăng cái dân số lên. Rồi chưa kể quý vị, bởi vì chuyển giới tính không phải chỉ có một lần giải phẫu là xong. Mà cứ 3 tháng, 6 tháng hay một năm gì đó họ phải chích cái môn vô để thay đổi cái môn trong người của mấy đứa trẻ nữa. Thì quý vị, cái tiền chi phí đó là một là định kỳ. Tức là phải trả. Thì quý vị, cuối cùng tiền thuế của người dân để trả cho những chuyện này. Do đó, cái hành động này nó đã dẫn tới sự phản ứng ngược của các tiểu bang trong đó có Texas, Montana, Florida hay là Louisiana, Mississippi. Họ không chấp nhận chuyện này tức là một cái sự áp đặt, áp đặt buộc họ phải trả lấy tiền thuế của mình để trả cho những cuộc giải phẫu thẩm mỹ này, giải phẫu chuyển giới này, rồi phải à, cung cấp tiền chích học môn mỗi một năm nữa, ít nhất là mỗi một năm một lần và cho tới khi mà đứa à, cho tới khi nó qua đời, tại vì cái phần chích hormone này nó sẽ kéo dài quý vị, chứ nó không phải là chỉ có một à, hai lần thôi là xong, mà cứ mỗi năm đều phải chích và tình trạng này nó dẫn tới cái hậu quả gì? Thứ nhất là tự nhiên người thỏ thuế phải chi ra một số tiền rất vô lý cho những cái hành động vô lý này. Thứ hai, tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ chuyển giới tính. Tình trạng sức khỏe của nó từ cái việc mà giải phẫu chuyển giới tính, chích hoặc ngôn, nó có thể dẫn tới những cái hậu quả khác tùy theo cơ thể của từng đứa. Là sức khỏe của nó yếu kém hơn. Và thứ hai, là tuổi thọ nó bị giảm đi. Tại vì các bác sĩ đều phải nói rõ, chuyển giới tính, giải phẫu và chích học môn này, nó sẽ làm cho cái tuổi thọ của mấy đứa nhỏ bị giảm đi. Thì quý vị, đây là cái tác hại lớn. Nhưng mà những cái tiểu bang cấp tiến, những tiểu bang màu blue, nó thúc đẩy chuyện này. Thì do đó những tiểu bang red tech, tức là những tiểu bang màu đỏ, là những tiểu bang của phía đảng cộng hòa cả quản trị hay còn nói một cách khác là những người bảo thủ họ quản trị họ không chấp nhận cho nên họ mới thúc đẩy cái dự luật chống lại điều này đó là thứ nhất thứ hai vấn đề môi sinh ai cũng biết vấn đề môi sinh nó quan trọng nhưng không đến nỗi cấp bách không tới nỗi cấp bách để mà ban hành luật quý vị california trước đó ký luật bắt buộc tất cả các xe chạy trong california phải chạy bằng xe điện 2030. Rồi bây giờ tới phiên xe truck 2036 là phải bỏ hết tất cả dầu diesel chạy bằng xe điện. Tới 2042 là coi như là zero emission cho tất cả các loại xe. Quý vị, cái kiểu mà đi thúc đẩy một cách gấp rút kiểu này, nó sẽ gây tác hại rất lớn và những cái thảm kịch gia đình rất lớn. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của những cái ngành kinh tế xương sống của Hoa Kỳ. Tôi từng nói quý vị, ngành trucking, ngành Freight Đó là cái xương sống kinh tế của Hoa Kỳ từ lúc mà lập quốc tới bây giờ. Tức là tất cả các ngành khác đóng vai trò quan trọng. Nhưng cái xương sống kinh tế của đất nước này là ngành Freight, tức là ngành vận chuyển. Logistics hay quý vị còn gọi là ngành trucking cũng được nữa. Kể cả cái xe mà à, xe lửa chở toa hàng cũng vậy. Thì nó nói chung là cái ngành Freight Thì quý vị, Ngành này nó đóng vai trò rất quan trọng trong kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu mà ngành này bị ảnh hưởng cái gì, thì toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ có thể đi vào tay liệt. Quý vị nhớ cái mùa đại dịch không? Khi mà bắt đầu áp dụng, à, sau cái đại dịch đó, Joe Biden áp dụng cái chính sách mà buộc tất cả các tài xế xe truất phải chích chủng ngừa đó quý vị. Thì nó gây ra tình trạng thiếu hụt hàng bởi vì các tài xế xe truất không đồng ý. Họ không lái xe, họ đình công. Mà họ đình công rồi thì quý vị, hàng bị ứ động chỗ này qua chỗ khác không đi được không đi được và cuối cùng là gì quý vị tình trạng các tiểu bang bị thiếu hàng đó là điều thứ nhất là nó ảnh hưởng toàn bộ kinh tế rồi bây giờ tôi đặt một cái trường hợp thứ hai cái trường hợp thứ hai là bây giờ cứ ví dụ như California áp dụng cái đạo luật này đi thì chuyện gì sẽ xảy ra quý vị giống như nhóm tài xế Stratford họ nói họ nói rằng là cái hành động này không thực tế. Nó sẽ khiến cho vật giá cao hơn. Lý do là tại sao? Vì giá xe chạy bằng điện nó cao hơn rất nhiều so với xe truck. Nếu một cái đầu xe truck chạy bằng dầu diesel, bây giờ quý vị mua ở tầm khoảng từ 150 ngàn cho tới 250 ngàn một cái đầu xe diesel. Tức là cái đầu xe thôi, tôi không tính cái thùng xe nha. Thùng xe tính đi. Thì bây giờ từ 150 ngàn cho tới 250 ngàn. Lúc trước, trước đại dịch thì nó, thì nó rẻ hơn. Nhưng mà sau đại dịch thì nó mắc hơn. Nhưng mà một cái đầu xe truất mà chạy bằng điện đó quý vị. Tối thiểu là 400.000 Mỹ Kim một đầu xe. 400.000 Mỹ Kim nha quý vị. Chưa kể cái thùng ở phía sau. Thì quý vị, là quý vị thấy cái giá cả nó khác xa rồi. Và khi giá cả như vậy, thì bắt buộc tiền vận chuyển sẽ cao hơn. Tại vì... Họ mua xe mắc quá, họ phải trả tiền vận chuyển. Rồi quý vị, chiếc xe mà chạy bằng điện đó, bây giờ nó đi bằng cái cách gọi là autopilot. Nó có hệ thống sensor, nó có cái uh, autopilot tức là tự lái luôn. Thì tài xế chỉ ngồi trên đó gọi là cho có lệ thôi, hoặc là để điều khiển những cái gì trục trặc thôi. Còn nó tự lái hết. Thì quý vị, những cái dịch vụ này, nó phải trả tiền hàng tháng. Họ phải trả tiền hàng tháng thay vì lúc trước tài xế chỉ ngồi lái thôi không cần gì hết. Còn bây giờ autopilot nó là cái software, nó là một cái nhu liệu. Thì cái nhu liệu điều khiển này, mai này các hãng xe họ sẽ chặt cái tiền đó. Nếu quý vị muốn có cái phân uh, sinh autopilot trong đó, không những trả cái tiền đầu để họ 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 uh, install cái software đó vô mà còn phải trả tiền maintenance cái nhu liệu đó hàng tháng nữa. Rồi cái hệ thống sensor tức là cái hệ thống mà uh, gọi là phòng phòng hờ đụng xe đó tại vì xe tự lái mà thì cái bị cái hệ thống này cũng không có phải miễn phí nếu mà lắp đặt cái hệ thống sensor vô đó đi kèm với lại cái hệ thống autopilot đó thì lại phải chi thêm một mớ tiền nữa tức là chi phí của một chiếc xe mua một chiếc xe là ít nhất trung bình là 400 ngàn Mỹ Kim cho một cái đầu xe rồi bây giờ phải trả thêm tiền hàng tháng nữa rồi cộng thêm mà mỗi lần chạy phải chạc điện thì cái tiền đó quý vị nó cũng không khác gì cái tiền dầu diesel cả. Kết quả thì quý vị, mức chi phí cũng giống nhau mà giá tiền đầu xe cao hơn. Do đó giá cả nó tăng cao hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó sẽ có sự đối đầu giữa các tiểu bang. Tức là các tiểu bang mà khai thác về năng lượng truyền thống đó. Thì họ sẽ bảo vệ cho cái ngành năng lượng truyền thống của họ. Đó quý vị thấy cái tiểu bang Nga gì? Hình như là Wisconsin đúng không? là họ đã ban luật là cấm xe điện để bảo vệ cho ngành năng lượng truyền thống là xăng và dầu. Thì quý vị, Texas có thể đi tới tình trạng này. Và những tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ dọc theo cái xa lộ 10 có thể ban hành luật cấm xe điện đi vào tiểu bang của họ. Để họ đối đầu lại với cái chính sách cực tả của California hay New York. Là cấm xe diesel, thì bây giờ ngược lại các tiểu bang này vẫn có thể ra luật cấm xe điện luôn. Thì quý vị, chuyện gì xảy ra? Nếu mà đi tới tình trạng này, tức là các tiểu bang đối đầu với nhau trong các chính sách, thì xe điện chỉ chạy tới biên giới California là phải lốt hàng xuống. Rồi từ đó, xe chạy bằng dầu diesel, lốt hàng lên, chạy tiếp. Rồi qua tới phía của uh, New York. Ví dụ đi một vòng ra tới New York thì lại phải đến cửa New York phải dừng lại, lốt hàng xuống rồi từ New York xe điện, pick up cái cái, cái thùng hàng đó bỏ lên chạy vào New York. Thì cứ bị nghĩ chi phí của một cái đoạn đường như vậy với ba loại xe, hai loại xe khác nhau thì người ta sẽ trả bao nhiêu? Tiền chi phí vận chuyển như vậy nó sẽ cao, nó sẽ cao như thế nào? Và khi chi phí vận chuyển cao thì tất cả mặt hàng ở nước Mỹ đều cao hết. Tức là quý vị Bây giờ đó, chúng ta từ ví dụ như là tiểu bang Texas đi. Ok. Tiểu bang Texas họ đi về nông nghiệp và họ có một số công xưởng ở đây. Bây giờ họ cần một số máy móc cơ khí ở California. Họ đặt các cái máy móc cơ khí từ California qua. Thì quý vị, cái giá nó lên cao là bởi vì cái gạch thuế của hai bên và cái cái lệnh cấm của hai bên. Cũng như ngược lại California phải nhập cảng nông hải sản, nhập cảng năng lượng từ Texas, nhập cảng nước từ Colorado. Bây giờ các cái tiểu bang này họ sẽ đánh họ sẽ nâng giá lên. Thì dân California phải trả giá cao hơn thay vì tiền điện trả 100, bây giờ trả thành 200 300 một tháng. Tại vì các tiểu bang nó bắt đầu ra luật để mà đối đầu và bảo vệ cho nhà bảo vệ cho cái quyền lợi tiểu bang của mình. Thì quý vị, tình trạng này nó dẫn tới sự chia rẽ nó dẫn tới sự chia rẽ tại vì các tiểu bang đối đầu với nhau trong từ xưa tới nay cái nền kinh tế của hoa kỳ là các tiểu bang thông thương không có tình trạng mà trừng phạt lẫn nhau không có tình trạng gọi là đưa ra những cái luật mà giới hạn chuyện này chuyện kia giữa các tiểu bang nhưng chính cái đám khuynh tả ở mỹ đặc biệt là california nó thúc đẩy những cái này và nó buộc tất cả những tiểu bang khác phải làm theo. Khi mấy tiểu bang không không làm theo thì nó trừng phạt đó, quý vị thấy. Khi mà nó ra cái luật đồng tính thì tiểu bang South Carolina là cái tiểu bang đầu tiên là ra luật cấm đồng tính, cấm hôn nhân đồng tính. Thì San Francisco nó phạt cái tiểu bang South Carolina bằng cách là nó không cho các công ty ở bên đó mà dính líu tới ngân sách của San Francisco làm ăn với lại phía sau Carolina. Rồi quý vị, sau 8 năm thì tới 21 tiểu bang bị dính cái này. Tức là 21 tiểu bang đều có cái chính sách cứng rắn với giới đồng tính. Thì bây giờ dân ở California trả ở San Francisco trả tiền quá cao tại vì họ phải nhập nguyên liệu, họ phải nhập material nguyên liệu từ nơi khác. Mà bây giờ không làm ăn với những tiểu bang này làm sao nhập? thì cuối cùng bây giờ cái hội đồng thành phố của và cái cái uh, hội đồng giám sát của quận uh, san francisco phải hủy bỏ cái lệnh cấm này chứ không thôi dân ở bên đó trả chi phí quá cao từ tiền nguyên liệu cho tới tiền nhiên liệu quá cao thì quý vị đó là sự đối đầu rồi bây giờ quý vị họ thúc đẩy cái gọi là năng lượng xanh họ thúc đẩy cái gọi là giới uh, uh, bình đẳng giới tính thì các tiểu bang ở những cái tiểu bang mà đảng cộng hòa quản trị họ phải chống lại chuyện này họ không để cho cái giá trị gia đình bị băng hoại như vậy họ không để cho cái quyền của cha mẹ trong nhà bị mất dần vào tay của à, những cái gọi là cái à, tổ chức chuyên môn rồi họ cũng không muốn rằng là cái ngành năng lượng truyền thống của họ, nền kinh tế tiểu bang họ bị chặt đứt hết họ phải bảo vệ cho những chuyện này bắt buộc họ phải ra luật chặn đứng những cái cái luật mà đối đối lập lại với những tiểu bang xanh thì quý vị, cuối cùng đi tới một kết quả như thế nào? Các tiểu bang liên tục ra luật đối đầu với nhau. Đó, cái vụ phá thai cũng vậy. Bây giờ trả về các tiểu bang. Thì bây giờ nó không còn nằm trong cái hiến pháp nữa. Thì bây giờ tiểu bang này thì cấm, tiểu bang kia thì ủng hộ. Rồi các cái loại thuốc phá thai á thì những tiểu bang mà cấm không cho phép. Thì những cái tiểu bang kia lại lại cho nhập cản rồi cái vị việc nhập cản hay việc sản xuất nó từ tiểu bang nào rồi cái tiền vận chuyển ra sao các tiểu bang bắt đầu ví dụ như Texas đi họ ra lệnh cấm không cho xe nào chở thuốc phá thai đi ngang tiểu bang của họ thì làm sao vận chuyển đây đúng chưa quý vị do đó cuối cùng là gì cuối cùng là các tiểu bang đấu đấu với nhau và có những cái đối đầu với nhau và điều này nó càng đẩy cái sự chia rẽ của đất nước này nó rộng hơn. Mặc dù từ lúc lập quốc chúng ta vẫn có hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến. Nhưng cả hai phía đều đi tới mức độ vừa phải để làm việc chung với nhau. Nó không đi tới cực đoan như bây giờ. Bây giờ đám khuynh tả đẩy tới tình trạng tới cực đoan. Rồi những cái người mà bảo thủ họ cũng đẩy, họ quyết tâm họ bảo vệ cái giá trị đó. Họ quyết tâm họ đẩy tới cực đoan luôn. Thì quý vị, đất nước Mỹ nhìn từ bề ngoài vào rõ ràng bị chia rẽ. Chỉ có đứng ở trong nhìn ra thì mình biết là tại vì mỗi tiểu bang có cái quyền độc lập riêng. Và liên bang cũng không chi phối được nhiều. Đó, luật phá thai liên bang đâu có nhúng tới được. Luật hôn nhân đồng tính hay là à, chuyển giới. Liên bang không chi phối tới được. Đó là quyền của các tiểu bang. Rồi luật về môi sinh cũng vậy. Thì quý vị, các tiểu bang đều có quyền ra luật. Tại vì mỗi tiểu bang là một cái độc lập riêng. Họ chỉ lệ thuộc liên bang ở một phần nào đó thôi. Còn toàn bộ là họ độc lập hết. Thì quý vị, nó dẫn tới tình trạng mà cả hai phía đều đi tới mức cực đoan. Thì sự đối đầu gây gắt hơn. Và cuối cùng sự đối đầu này, nó chỉ tạo lợi thế cho những quốc gia kẻ thù của Hoa Kỳ. Trong đó có Trung Quốc, trong đó có Nga. Họ sẽ thọc gậy vào, họ chia rẽ thêm nữa họ thọc gậy vào họ cho người cả hai phía chửi nhau hay là kích động lên tới mức cực đoan thì quý vị cuối cùng dân mỹ bị chia rẽ dân mỹ bị chia rẽ và những cái quốc gia mà gọi là đối thủ hay kẻ thù của hoa kỳ họ được hưởng lợi và kể cả đồng minh của hoa kỳ cũng được hưởng lợi luôn trong khi chịu thiệt thòi nhất là dân mỹ tại vì họ phải đối diện với sự đối đầu gay gắt đó ví dụ như xe chở diesel Chạy tới biên giới California phải dừng lại Không chạy vô được Tại vì bị cấm rồi Thì phải pick up hàng từ biên giới của California Ví dụ Arizona Đó Arizona đi với lại California là có chung đường biên giới nè Thì bây giờ chạy tới Arizona Tới biên giới của California Họ phải dừng lại chỗ đó Và sang hàng xuống Rồi từ đó Từ biên giới bên kia Thì California bắt đầu dùng xe điện chở vô rồi ngược lại cũng vậy, từ bến cảng Long Beach, từ bến cảng Los Angeles mà chở hàng tới Arizona phải dừng lại chỗ đó, chuyển hàng qua xe dầu diesel chở tiếp. Quý vị thấy có nghịch lý không? Và tự nhiên người dân phải chịu một cái chi phí rất cao tại chở hai lần xe. Tự nhiên một chuyến hàng phải mướn hai lần xe. Nếu các tiểu bang miền Nam họ đi tới việc bảo vệ cho cái quyền lợi kinh tế của họ, đặc biệt là Texas rồi Texas lại đi cái mức cứng rắn hơn đi Cực đoan hơn đi Họ nói ok chúng tôi sẽ không cung cấp năng lượng cho những cái tiểu bang nào Mà không phải là thân hữu Thì California lấy điện đâu mà lấy điện đâu ra mà xài Tại vì coi như 60% điện California nhập cảng từ Texas rồi Quý vị Nó sẽ đi tới sự đối đầu gây gắt này Do một phía đã đẩy tình hình tới cực đoan thì cái phía còn lại bắt buộc họ phải tự vệ, họ cũng sẽ bắt đầu đi tới cực đoan luôn. thì quý vị tình hình nước mỹ sẽ bị chia rẽ. đây là một trong những cái thực tế mà bất kỳ một người nào đứng trên nước mỹ này đều nhìn thấy. bây giờ mượn danh nghĩa là bình đẳng, trong khi đó các bé gái nó nói làm sao con tranh tài thể thao với những đứa mà có cơ thể đàn ông được? đó kỳ rồi cái vụ mà bơi lội đó người chuyển giới đoạt giải vô địch bơi lội nữ làm sao những người phụ nữ những đứa bé gái mà nó tranh tài với một người có cơ thể đàn ông được đây quý vị nhưng mà nó cũng gọi đó đó là bình đẳng giới tính trong khi tôi đã nói ok nếu muốn tổ chức một cái giải thể thao dành cho những người chuyển giới tính để khỏi phiền ai không tranh bên phái nam không tranh bên phái nữ là cái cái đó là công bằng nhưng bây giờ nó áp đặt là những người chuyển giới tính được tranh tài với những bé gái. Thì quý vị, do đó những cái tư tưởng cực đoan này nó đẩy tới tình trạng đất nước bị chia rẽ. Nếu họ dừng lại ở cái mức đó thì bên đây sẽ không có đưa ra những chính sách cứng rắn hơn. Nó vẫn có một cái không gian ở giữa để dung hòa. Bây giờ bên đây đẩy lên cao quá thì bên đây bắt buộc họ phải cũng phải đẩy lên cao và nhân danh toàn là những cái điều tốt đẹp không? Cuối cùng là gì, quý vị? Cuối cùng là chính mình gây tự thiệt, thiệt hại kinh tế cho mình và gây ra cái mầm mống chia rẽ trong dân dân chúng Hoa Kỳ. Trong khi đó, mấy chục năm trước ít nhất nó cũng có một cái dung hòa giữa hai khuynh hướng để mà điều hành cùng một quốc gia, để mà con người có thể chung sống với nhau một cách tương đối ôn hòa hơn. Còn bây giờ quý vị thấy nó hung dữ hơn nó cực đoan hơn thì quý vị đây là một cái đường hướng rất nguy hiểm nếu một phía không dừng lại tiếp tục đẩy những cái nghị trình mà họ cho rằng là quyền lợi của họ quý vị nước mỹ tôi đã nhìn thấy nếu mà nhẹ nếu mà nhẹ thì sự chia rẽ vẫn còn kéo dài một vài thập niên nữa còn nếu nặng hơn nó sẽ đi tới một cuộc xung đột gây gắt hơn. Và cuối cùng những kẻ hưởng lợi là chính những đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu và những kẻ thù của Hoa Kỳ. Trong đó có cả Nga và Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tinh nhật ký phần 2 của tôi về nội tình của Hoa Kỳ. Khi mọi thứ tới cực đoan, nó sẽ dẫn tới sự chia rẽ trầm trọng hơn trong vài thập niên tới. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.